Ý tôn giả thế nào, xác đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao thọ tưởng hành thức đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa xác có xác nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa thọ tưởng hành thức có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao trơn như của sắc đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao trơn như của thọ tưởng hành thức đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa chân như của sắc có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa chân như của thọ tưởng hành thức có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Thưa tôn giả Xá lợi tử, ý tôn giả, hiểu sao sắc có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao thọ tưởng hành thức có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa sắc có pháp nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa thọ tưởng hành thức có pháp nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao trần như của sắc có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao trần như của thọ tưởng hành thức có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa chân như của sắc có pháp nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa chân như của thọ tưởng hành thức có pháp nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Thưa tôn giả Xá lợi tử, ý tôn giả, hiểu sao chân như đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa chân như có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Thưa tôn giả Xá lợi tử, ý tôn giả, hiểu sao chân như có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả, hiểu sao lìa chân như có pháp nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Thưa tôn giả Xá lợi tử, ý tôn giả, hiểu sao lại có pháp nào chẳng phải sắc vân vân, chẳng lìa sắc vân vân, chẳng phải chân như, chẳng lìa chân như đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Thưa tôn giả Xá lợi tử, ý tôn giả, hiểu sao lại có pháp nào chẳng phải sắc vân vân, chẳng lìa sắc vân vân, chẳng phải chân như, chẳng lìa chân như có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo Xá lợi tử, nếu tất cả pháp là chắc thật, là tồn tại thì hoàn toàn không có sở hữu, đều bất khả đắc, vậy nói những pháp nào có thể đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà có thối truyền? Tôn giả Xá lợi tử bảo thiện hiện, như tôn giả đã nói, trong vô sanh pháp nhẫn hoàn toàn không có pháp cũng không có Bồ Tát nên có thể nói đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối truyền. Nếu vậy thì tại sao Phật dạy có ba hạng người trụ Bồ Tát thừa, chỉ nên nói một, và như tôn giả nói thì không có sự sai khác của ba thừa mà chỉ có một thừa chánh đẳng giác? Khi ấy Mãn Từ Tử liền bạch cụ thọ Xá lợi tử, nên hỏi thiện hiện là chấp nhận có một Bồ Tát thừa phải không? Sau đó hỏi tiếp như vậy, đâu cần phải thành lập ba thừa khác nhau mà chỉ cần có một thừa chánh đẳng giác. Xá lợi tử hỏi thiện hiện, thầy chấp nhận có một Bồ Tát thừa không? Thiện hiện đáp, ý tôn giả, hiểu sao trong chân như phải chăng có ba thừa sai khác nhau? Xá lợi tử đáp, thiện hiện không, chân như còn không có tướng ba thừa có thể đắc, vốn là trong ấy có ba thừa khác. Ý tôn giả, hiểu sao trong chân như có một thừa để đắc không?
Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không, trần như còn không có một tướng được, vốn là trong ấy có một thừa. Ý tôn giả hiểu sao, phải chăng trong trần như thấy có một pháp, một Bồ Tát không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Cụ thọ thiện hiện nói với Xá Lợi Tử, nếu tất cả pháp là chắc thật là tồn tại, thì hoàn toàn không có sở hữu, đều bất khả đắc, Bồ Tát cũng vậy. Tôn giả có nghĩ đây là thanh văn, đây là độc giác, đây là Bồ Tát, như vậy là ba hay như vậy là một? Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát đối với tất cả pháp đều không sở đắc, đối với chân như của pháp cũng không sở đắc, đối với các Bồ Tát cũng không sở đắc, đối với chư Như Lai cũng không sở đắc, nên biết đó là Bồ Tát chân thật. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào nghe nói trần như không có tướng sai khác, mà không kinh, không sợ, không chìm đắm, không mất đi, thì đại Bồ Tát đó nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trong khoảng thời gian ấy nhất định không thối chuyển. Khi ấy, Đức Thế Tôn khen thiện hiện. Hay thầy, hôm nay chính ông là người có thể vì các Bồ Tát rằng nói pháp chính yếu hay nhất. Những điều ông nói đều là sức oai thần của Như Lai. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát đối với pháp trần như bất khả đắc tướng, sanh lòng tin hiểu sâu xa, biết tướng không sai khác của tất cả pháp, nghe nói các pháp trần như bất khả đắc tướng như vậy, không kinh, không sợ, không chìm đắm, không mất, đại Bồ Tát đó nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào thành tựu pháp này sẽ nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phải không? Phật dạy, Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy. Đại Bồ Tát nào thành tựu được pháp này sẽ chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không rơi vào các địa vị thanh văn độc giác. Thiện hiện bạch Phật, nếu đại Bồ Tát nào muốn nhanh chóng chứng đắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trụ thế nào và nên học thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn nhanh chóng chứng đắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trụ bình đẳng đối với các hữu tình, khởi tâm bình đẳng đối với hữu tình, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm lợi ích, tâm an vui, tâm nhu hòa, tâm cung kính, tâm không tổn, tâm không hại, tâm ngay thẳng, tâm như cha, tâm như mẹ, tâm như anh em, tâm như chị em, tâm làm nương tựa, và đem tâm này tương ưng cùng lời nói. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát nào muốn nhanh chóng chứng đắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đối với hữu tình nên trụ như vậy và nên học như vậy.